Trang Khoa Kim chào các bạn. Món mình muốn chia sẻ với các bạn hôm nay là món gà bóc thấu, vì nó rất là đơn giản và nó rất là dễ làm cho bữa nhậu trong gia đình. Thì cái món gà này thì gà nó cũng dễ mua, và nước gà thì mình có thể sau đó là mình nấu phở nè, và là mình có thể nấu miến hay mình nấu cháo gà. Thì món gà này mình xin chia sẻ đơn giản với các bạn là mình sẽ dùng gà đó, mình bỏ vào trong cái nồi nước. Ở trong nồi nước thì mình sử dụng khoảng 5 lít nước lạnh và mình mở nắp. Khi mình mở nắp thì mình luộc đến khi nào nước sôi thì mình để nắp 5 phút. Và để nắp 5 phút xong là mình tắt bếp, 20 phút sau là mình lấy gà ra, là gà luộc của mình đã xong. Và mình chờ nguội là mình chỉ có xé ra là thôi. Thì khi mình xé nó ra thì các bạn muốn ăn xương thì các bạn bỏ bớt xương đi. Thì các bạn bỏ lại xương vào trong nồi gà, hay là các bạn muốn ăn luôn xương cho nhỏ thì các bạn để luôn cũng được. Và cái thành phần mà để mình trộn đó là mình chỉ cho một muỗng dầu ăn vô trong chảo nè, sau đó rồi mình cho hành với tỏi bằm cho nó vàng lên, cho nó vàng lên, xong rồi gia vị thì mình cho rất là đơn giản. Thì gia vị là mình chỉ sử dụng là khoảng chừng một muỗng cà phê muối nè, rồi một muỗng cà phê đường nè, các bạn có thể cho một muỗng cà phê bột ngọt hay không tùy các bạn, cho một ít tiêu, rồi các bạn cho một muỗng khoảng chừng một muỗng cà phê nước mắm nữa các bạn. Đó, thì các bạn cho một muỗng cà phê nước mắm, và sau đó các bạn cho khoảng chừng một muỗng cà phê ớt, thì cái gia vị của nó đã đủ ngon cho một con gà rồi. Và các bạn mở lửa, các bạn xào cho tất cả những cái này vàng thơm lên, và sau đó thì các bạn hãy tắt bếp đi và mình cho hành tây sợi vô. Và sau khi mình cho hành tây sợi vô rồi đó thì mình sẽ cho rau răm vô. Thì với rau răm các bạn có thể sắp nhỏ, hoặc là mình thích ăn rau răm để nguyên lá thì tùy ý. Và sau đó là bây giờ đó là mình sẽ chỉ có là đảo cho nó đều đi, và các bạn sẽ trộn với gà thôi. Thì sau khi mà gà mà mình xé ra rồi, mình trộn cái này vô rồi thì là nó đã vừa, rất là vừa ăn. Thì các bạn muốn ăn nhậu cái này không cũng được, các bạn muốn dùng nó bỏ cho trong cháo cũng được, bỏ trong phở cũng được, bỏ trong cái nước thì mình cũng có thể nấu cơm gà cũng được. Thì đây là một món ăn rất là tiện dụng và rất là dễ dàng. Thì mình muốn chia sẻ với các bạn cái món này để cho cái bữa nhậu chúng ta thêm ngon lành, vì sau khi có gia vị rồi thì các bạn sẽ không lo lắng là nó mặn lạt gì nữa đâu. Và cái món gà bóc thấu này là rất là ngon, và mình xin chúc các bạn rất là ngon miệng khi thực hiện cái món ăn này, và sẽ được cả nhà đều khen. Và video của mình đến đây là mình đã chia sẻ xong. Mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã cùng đồng hành với mình. Và nếu các bạn cảm thấy mà thích cái video này, xin ủng hộ mình bằng cách bấm thích và đăng ký cái kênh của mình, để các video kế tiếp sẽ đến với các bạn đầu tiên. Xin thành thật cảm ơn và chúc các bạn rất là nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong tất cả các món ăn mà mình đã thực hiện cho gia đình với tất cả yêu thương. Và cái món gà bóc thấu này thì mình đã thực hiện xong rồi đó. Thì bây giờ các bạn nào muốn ăn thì các bạn hãy làm một chén nước mắm gừng, hay là các bạn có thể ăn với muối tiêu chanh. Thì nước mắm gừng thì mình cũng không có khó, thì mình chỉ giã gừng rồi mình pha vô một ớt với tỏi, thì mình chỉ cho thêm một muỗng nước mắm, một muỗng đường và khoảng chừng hai muỗng canh nước. Và sau đó là mình vắt thêm một tí chanh vô thôi. Thì mặn lạt thì tùy các bạn gia giảm thêm. Và mình xin một lần nữa xin chào tạm biệt các bạn, và hẹn các bạn trong các video kỳ tới nha. Và xin chúc các bạn nhiều sức khỏe.